Xin chào quý anh chị. Ở video này, eBay xin được giới thiệu những chức năng cập nhật mới nhất của phiên bản eBay V6.0. Đầu tiên là cập nhật thêm biến người giới thiệu cho thông báo và kịch bản. Trước, phần thông báo và kịch bản chăm sóc khách hàng chỉ có các biến thông tin đại sứ và biến thông tin khách hàng. Thì ở phiên bản này, phần thông báo và phần chăm sóc khách hàng đã bổ sung thêm những biến thông tin người giới thiệu đại sứ, người giới thiệu khách hàng. Điều này làm tăng phần uy tín, chuyển đổi khi khách hàng nhận thông tin là một người mà họ quen biết. Lưu ý, ở phần thông báo đến các đại sứ, sẽ không còn biến họ tên nữa, mà đã tách ra tên riêng và họ riêng. Nếu muốn gửi thông báo có cả họ và tên thì anh chị dán biến họ trước rồi dán biến tên. Còn ở phần kịch bản chăm sóc khách hàng đã bổ sung thêm thông tin email và số điện thoại. Tiếp theo là email hệ thống cập nhật lại các biến xưng hô, giúp quý anh chị tiện lợi hơn trong cách thức cấu hình email hệ thống. Ở phiên bản trước với email khách hàng, biến họ và tên khách hàng sẽ hiển thị là name, thì nay đã cập nhật là full name. Còn với email cho đại sứ, chỉ có mỗi biến tên đại sứ được hiển thị là affiliate name. Nay đã tách ra tên đại sứ và họ đại sứ. Muốn hiển thị họ tên thì dán biến họ trước rồi dán biến tên. Tiếp theo là cập nhật tên chi nhánh ngân hàng. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các thay đổi trong thông tin chi nhánh ngân hàng. Anh chị nhấp vào menu, chọn tài khoản ngân hàng. Đối với các anh chị trước đó đã thêm tài khoản ngân hàng thì không cần bắt buộc điền chi nhánh. Nhưng nếu sửa lại hoặc thêm mới thì đây là điều bắt buộc. Sau khi điền xong, anh chị nhớ bấm cập nhật. Tiếp theo là cập nhật hiển thị đơn vị tiền tệ. Ở phiên bản trước chỉ có hiển thị đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng, thì ở phiên bản này đã có thêm 4 đơn vị tiền tệ khác là đô la, euro, won và rupee. Lưu ý, khi cấu hình sẽ không chuyển đổi tỷ giá các loại tiền tệ mà chỉ thay đổi đơn vị tiền tệ và cả format tiền tệ. Lấy ví dụ, khi chuyển đổi hiển thị Việt Nam đồng sang đô la, anh chị vào menu, chọn cài đặt, chọn cấu hình chung, nhấp vào phần tiền tệ và chọn đô la, sau đó lưu lại. Anh chị thấy tỷ giá sẽ không chuyển đổi mà chỉ thay đổi hiển thị đơn vị và format của đơn vị cũng thay đổi theo. Ở đơn vị đô la sẽ hiển thị thập phân, cũng như cho phép ghi thập phân ở chính sách, sản phẩm, quà tặng, chiến dịch v.v. Để dễ dàng theo dõi và thống kê chiến dịch, eBay sẽ hướng dẫn quý anh chị cách thức lấy dữ liệu đơn hàng từ chiến dịch. Anh chị hãy nhấn vào menu, chọn chiến dịch, nhấn vào icon 3 chấm ở chiến dịch mà anh chị muốn xuất dữ liệu đơn hàng. Chọn thống kê, các anh chị sẽ lập tức thấy những đơn hàng của chiến dịch. Tiếp theo anh chị nhấn vào icon này, chọn các trường thông tin cần và bấm vào đây để xuất dữ liệu. Anh chị sẽ nhận một file Excel dữ liệu như thế này. Còn nếu anh chị muốn tải các đơn hàng theo một điều kiện cụ thể, ví dụ lọc theo điều kiện hoàn thành, anh chị vào trạng thái, chọn hoàn thành. Sau đó anh chị lại nhấn vào icon này, anh chị nhấn theo điều kiện lọc trước khi nhấn xuất. Anh chị sẽ nhận một file Excel dữ liệu như thế này. Thế là xong. Các điều kiện khác cũng thao tác tương tự. Hiện nay, eBay đã xuất hiện ở trên rất nhiều quốc gia. Vì thế nên khi tạo tài khoản doanh nghiệp đã cập nhật thêm thông tin đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể sẽ không giống những phiên bản trước. Khi điền xong các trường thông tin như tên, ngành nghề và link website là sẽ hoàn thành, thì ở phiên bản V6.0 sẽ có thêm một bước để anh chị cập nhật ngôn ngữ, tiền tệ, thời gian. Lưu ý nhỏ, khi các anh chị chọn ngôn ngữ tiếng Anh, thì chỉ thay đổi ngôn ngữ hệ thống chứ chưa thay đổi ngôn ngữ người dùng. Tức nếu mình tạo tài khoản ở Việt Nam thì ngôn ngữ người dùng sẽ là Việt Nam. Muốn đổi lại thành tiếng Anh thì anh chị vào menu, chọn tài khoản, ở phần ngôn ngữ đổi sang tiếng Anh, rồi lưu lại, thế là xong. Hiện bài chúc anh chị thành công.